Thầy chào các em đến với chương trình học online môn toán 8. Vừa rồi chúng ta đã học những hàng đẳng thức đáng nhớ, gồm có ba hàng đẳng thức là thứ nhất là bình phương của một tổng, thứ hai là bình phương của một hiệu và thứ ba là hiệu hay bình phương. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những hàng đẳng thức đáng nhớ. Nhưng mà trước khi học bài mới thì sẽ kiểm tra bài cũ. Rồi bây giờ thì sẽ kiểm tra bài cũ nha chưa. Rồi tính. Câu 1 là A cộng B tất cả bình phương. Với AB là hai số nha. Câu số 2 là A cộng B tất cả nhân cho A cộng B tất cả bình phương. Rồi. Giờ chúng ta nhìn vào cái bài toán số 1, tôi thấy nó có dạng hàng đẳng thức nào. Đây chính là cái dạng của hàng đẳng thức là bình phương của một một tổng. Bình phương của một tổng thì ta đã học rồi. Đây, còn bài số 2. Đây là tổng nè, đây là tích của tổng A cộng B nhân cho A cộng B tất cả bình phương. Vì ta thấy là cái hàng tử thứ hai này giống bài toán 1 hay không? Bài toán số 1 này giống y phải không? Thì ta sau khi làm bài số 1 xong thì ta sẽ lấy kết quả nó để vô ngay chỗ này, rồi ta thực hiện cái phép tính nhân đa thức với đa thức. Rồi giờ ta sẽ giải hai bài này. A cộng B tất cả bình phương với AB là hai số thì ta sẽ được là A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Rồi một bài, bài số 2. A cộng B nhân A cộng B tất cả bình phương bằng là A cộng B nhân cho, đây A cộng B tất cả bình phương ta thay bằng cái này, A bình cộng 2B cộng B bình, A bình phương cộng 2AB cộng B bình. Đây là phép nhân đa thức với đa thức. Bây giờ ta sẽ thực hiện phép nhân. Muốn nhân một đa thức với một đa thức thì ta lấy mỗi hàng tử của đa thức này nhân với từng hàng tử của đa thức tức kia, rồi cộng các kết quả là với nhau. Bắt đầu nhân. A nhân A bình phương nó sẽ bằng là A mũ 3. A nhân cộng 2 A B nó ra là cộng 2 A bình phương B. A nhân B bình phương nó ra là cộng A B bình phương. Rồi tiếp tục lấy hàng tử kế tiếp. Cộng B nhân cho A bình phương nó ra là cộng A bình phương B. Cộng B nhân cộng 2 A B ra là cộng 2 A B bình phương. Rồi tiếp tục. Cộng B nhân cộng B bình phương nó bằng là cộng B mũ 3. Rồi vậy là ta đã hiểu phép nhân xong. Sau khi ta nhân xong thì ta sẽ thu gọn hàng tử đồng dạng A mũ 3. Giờ ta sẽ xem trong cái đa thức này có hàng tử nào đồng dạng nó hay không. Giờ ta không thấy, ta viết nó lại. 2A bình phương B, xem coi. Cộng 1A bình phương B bằng là 3A bình phương B. Tiếp tục 1AB bình phương đồng dạng nó là cộng thêm 2AB bình phương, nó được là 3AB bình phương. Cuối cùng là B lập phương không có hàng tử nó đồng dạng, ta viết nó lại. Rồi, như vậy là bài toán 2 kết quả sẽ ra là A lập phương cộng 3A bình phương B cộng 3AB bình phương cộng B lập phương. Rồi bây giờ ta sẽ trở lại cái đề của bài toán 2. Ta thấy là A cộng B này nè, trong hoạt đơn nó là một hàng tử, như vậy nó được là mũ, nó có lý thừa là 1. Mà A cộng B hàng tử 2 nè, có lý thừa là 2. Đây là phép nhân, phép nhân 2 lý thừa cùng cơ số là A cộng B. Thấy chưa? Như vậy ta sẽ giữ nguyên cơ số lấy hai số mũ cộng lại, như vậy nó ra là A cộng B tất cả mũ 3. Rồi, ta được kết quả dưới đây. Đó. Như vậy A cộng B tất cả mũ 3 ta còn gọi nó là lập phương của một tổng hai số. Đây nè, nãy ở trên mình có nói rồi, với AB là hai số mà, vậy đây là lập phương của một tổng hai số. Rồi, chúng ta hiểu chưa?
Như vậy nếu như thầy sai a nhỏ b nhỏ này nè, hai số đó đó bằng hai cái biểu thức là a lớn và b lớn, thì ta cũng có cái hằng nó thức lập phương của một tổng a cộng b tất cả lập phương. Thì đây chính là cái hằng đẳng thức mà chúng ta cần cần học bữa nay, lập phương của một tổng. Rồi chúng ta ghi mục 4 là mã vô lập phương của một tổng. Ghi từ bài bài số 4 nha, không những hằng rất đáng nhớ. Lập phương của một tổng. Đây là lập phương của một tổng hai biểu thức a b. Đó. Nó bằng là a lập phương cộng cho 3a bình phương b cộng 3ab bình phương cộng b lập phương. Đây. Đối với hằng đẳng thức này ta có thể phát biểu chúng bằng là như sau. Lập phương của một tổng hai biểu thức thì bằng lập phương của biểu thức thứ nhất cộng 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai cộng cho lập phương biểu thức thứ hai. Ta đã phát biểu nó bằng lời xong rồi đó. Rồi ta ghi cái công thức lập phương của một tổng vô đi. Rồi giờ ta áp dụng ta tính những bài tập sau đây. X cộng 1 tất cả mũ 3 câu A, câu B 2X cộng Y tất cả mũ 3 câu C, X cộng và trừ Y tất cả mũ 3. Rồi ba bài đó chúng ta suy nghĩ coi. Làm như thế nào? Như vậy trong ba cái bài tập này để làm được nó thì chúng ta phải xác định được a với b, a với b vì nó có vẻ là lập phương của một một tổng nè. Xác định a với b ta áp dụng công thức ta làm ở đây. Câu a, a chính là x còn b chính là một. Câu c, b là 2x còn phải nói nhầm, a là 2x còn b là y. Câu c, a là x b là trừ trừ y. Bây giờ ta sẽ áp dụng công thức ra làm. Câu thứ nhất bằng a lập phương, đây a lập phương cộng 3 lần a bình phương là x bình phương nhân b là nhân cho 1. Chúng ta khỏi phải ghi x bình phương nhân 1, thầy bỏ bước trung gian nhau. Rồi thầy đọc lại nè, a lập phương cộng 3a bình phương nhân b là nhân cho 1, khỏi ghi nè, cộng 3 lần này số 3 này nó nhân a là nhân cho x nhân b là nhân cho 1, nhân cho b bình phương là nhân cho một bình phương, một bình phương là một, khỏi ghi, cộng b lập phương là cộng cho một, lập phương là một. Đây thì kết quả của bài toán này này. Tương tự bài số 2, a cộng b là 2x cộng y tất cả lập phương, nó sẽ bằng 2x lập phương. 2x lập phương nó bằng là 8x lập phương cộng cho 3 nhân cho 2x mà đóng ngoặc là bình phương lên nó ra là 4x bình phương. 4x bình phương mà nhân cho 3 nó ra 12x bình phương, là nhân b nữa là 12x bình phương y. Cộng cho 3 nhân cho a là 3 nhân cho 2x nó ra là 4x. Đúng không? 3ab bình phương là 3 nhân cho 2x ra là 6x, rồi nhân cho b bình phương là nhân cho y bình, y bình phương ra là 6x y bình phương cộng y lập phương. Rồi bằng đây. Đó vậy cho này nó ra là a lập phương là 2x lập phương là bằng 8x lập phương, thấy chưa? Cộng
3 lần 2x mà bình phương lên nó ra 4x bình phương, 4x bình phương nhân 3 ra 12x bình phương, rồi nhân cho b là chữ y ra 12x bình phương y, cộng 3 nhân a nhân cho b bình phương, 3 nhân cho 2x là 6x, nhân y bình phương là 6x bình phương, rồi cuối cùng là cộng cho y lập phương. Xong. Rồi bài kế cuối cùng. Ở đây a là x, b là trừ y, ta sẽ được là x lập phương cộng 3 nhân cho x bình phương. Bài này tại diện nó có dấu trừ cho nên thầy làm thêm bước trung gian nha. 3a bình phương là x bình phương này, nhân b là nhân cho trừ y, cộng 3 nhân a nhân cho b bình phương là nhân cho trừ y bình phương, rồi cộng cho trừ y lập phương. Giờ ta ra kết quả x mũ 3 viết lại dấu cộng nhân dấu trừ, nó ra dấu trừ 3x bình phương y viết lại. Rồi tiếp tục lý thừa chẵn của số âm nó ra số dương, số dương nhân số dương kết quả là số dương, ra 3x y bình phương. Rồi ở đây lý thừa lẽ của số âm nó ra là số âm, số âm nhân với số dương nó ra đây là số âm trừ y mũ 3. Xong, chúng ta ghi bài vậy. Rồi bây giờ ta xét xem coi x cộng cho trừ y nè nó bằng cái gì nha. Không, nếu x cộng cho trừ y khi ta bỏ dấu ngoặc đơn này nè đó, mà trước ngoặc có dấu cộng thì dấu trừ này nó sẽ như thế nào cả lớp? Nó sẽ thay đổi không thay đổi à, nó sẽ không thay đổi. Vậy ta sẽ được kết quả là x trừ y tất cả mũ 3, x trừ y tất cả mũ 3. Mà x trừ y tất cả mũ 3 này ta còn gọi nó là lập phương của một hiệu. Đó, lập phương của một hiệu. Lập phương của một hiệu như hôm nãy là lập phương của một tổng. Đây là lập phương một tổng này, đây là gọi là lập phương của một hiệu. Bây giờ nếu thầy thay x y nó hai cái số y này là bởi cái biểu hai biểu thức là a lớn b lớn thì ta được điều gì? Nếu ta thay x y trong câu c này nè bởi các biểu thức a lớn b lớn thì ta cũng có hằng thức lập phương của một hiệu. Đây a trừ b tất cả lập phương gọi là lập phương của một hiệu. Rồi ghi vào lập phương của một hiệu cũng chính là cái hằng đẳng thức mà hôm nay chúng ta học. Bên này học là lập phương một tổng với lập phương một hiệu mà. Đó. Rồi vậy xuống hàng ta ghi là số 5 lập phương của một hiệu. Với AB là hai biểu thức thì ta có là A trừ B tất cả lập phương nó bằng là A lập phương trừ 3A bình phương B cộng 3AB bình phương trừ B lập phương. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ phát biểu cái hằng đẳng thức lập phương của một hiệu này bằng lời nghe thử hay nha. Nó cũng tương tự nãy thôi nhưng mà nó chỉ có khác hai dấu này thôi. Vậy ta phát biểu như thế nào? Lập phương của một hiệu hai biểu thức sẽ bằng gì? Bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ cho 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất
với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương của biểu thức thứ hai, rồi trừ cho lập phương của biểu thức thứ hai. Có biểu bằng là như thế. Rồi xuống hàng áp dụng tính, rồi tính hai bài cho thầy coi. Rồi, cũng tương tự như lập phương của một tổng, giờ ta xác định a và b, chúng ta áp dụng công thức chúng ta làm thôi. Đối với bài a thì a chính là x còn b chính là 1/3. Áp dụng công thức a trừ b tất cả lập phương bằng a lập phương trừ 3 a bình phương b cộng 3 a bình phương trừ b lập phương. Đấy, nó sẽ bằng a lập phương là x lập phương trừ 3 nhân cho x bình phương rồi nhân 1/3, 3 nhân 1/3 ra 1, 1 nhân x bình phương đây ra x bình phương rồi trừ x bình phương cộng, dấu cộng đây, 3 nhân x nhân cho 1/3 bình lên, 1/3 bình phương ra 1/9, 1/9 nhân 3 ra 1/3 rồi nhân cho x ra là 1/3 x trừ 1/3 lập phương. 1/3 lập phương hay lý thừa tử lý thừa mẫu là 1/27, xong một câu. Rồi nhắc lại câu a, a là x, b là 1/3, x trừ 1/3 tất cả lập phương nó bằng là x lập phương trừ hàng đẳng thức 3 nhân a bình phương nhân b, 3 nhân x bình phương nhân 1/3. Rồi ta thu gọn lại, 3 mà nhân 1/3 nó ra là 1, 1 nhân x bình phương ra x bình phương. Rồi cộng 3 nhân cho a là nhân cho x nhân cho 1/3 bình phương lên, 1/3 bình phương nó ra 1/9, 1/9 nhân 3, 1/9 nhân 3 nó ra 1/3. Bây giờ rút gọn mà, 1/3 nhân x, 1/3 x, xong trừ 1/3 lý thừa lên, 1 mũ 3 nó ra 1/27. Rồi tương tự bài dưới, a là gì? A là x, b là 2, 2y bằng đó. Thứ nhất là a mũ 3 là x mũ 3 trừ cho 3 nhân cho x bình nhân 2y nó ra là 3 nhân cho 2 ra 6, 6 x bình phương y cộng 3 nhân cho x nhân 2y tất cả bình lên mà 2y tất cả bình nó ra là 4y bình phương, 4y bình phương nhân 3 nó ra là 12y bình phương, 12 y bình phương nhân x ra là 12 x y bình phương. Cuối cùng trừ cho 2 y, đóng ngoặc là mũ 3 lên, mũ 3 lên nó ra là 2 mũ 3 là 8 y mũ 3 ghi lại. Vậy bài kết quả ra x mũ 3 trừ 6 x bình phương y cộng 12 x y bình phương trừ 8 y mũ 3. Ghi bài vô. Rồi tiếp tục, các khẳng định sau đây đúng hay sai? Suy nghĩ coi. Bây giờ cái khẳng định đầu tiên, x cộng 1 bằng 1 cộng x, đúng hay sai? Bởi vì phép cộng thì có tính chất gì cả lớp? Phép cộng thì có tính chất giao và quán, vậy là x cộng 1 hiển nhiên nó bằng là 1 cộng cộng x. Rồi kết quả đúng. Câu số 2, x cộng 1 tất cả bình phương bằng 1 cộng x tất cả bình phương, xem coi đúng hay sai. Ở đây ta thấy là hai cái cơ số của hai này, đây x cộng 1 hồi nãy chúng ta đã chứng tỏ trên rồi, x cộng 1 hay bằng 1 cộng x, vậy là x cộng 1 này với lợi 1 của x này nó bằng rồi mà nó cùng cái lý thừa nữa thì hiển nhiên nó sẽ như thế nào?
nó bằng nhau, đúng rồi. Tương tự câu 3 cũng y vậy, x cộng 1, đây cũng 1 cộng x đều cùng mũ mũ 3, à, lũy thừa 3 đó. Như vậy chứng tỏ là hai cái x cộng 1 tất cả mũ 3 và 1 cộng x tất cả mũ 3 nó sẽ như thế nào, à, nó sẽ bằng bằng nhau. Vậy là cả ba câu đúng rồi đó. Giờ cái câu số 4 nè, x trừ 1 xem có bằng 1 trừ x hay không. Bây giờ thì giả sử x lớn hơn 1, x lớn 1 thì 1 x trừ 1 nó sẽ ra số gì, nó sẽ ra số dương. Còn 1 mà trừ x, x lớn hơn thì kết quả sẽ ra là số gì, số âm. Như vậy là số dương có bằng số âm hay không, bằng gì bằng, đúng không? Hay là nói chung là phép trừ đâu có tính chất gì vào quán. Như vậy là câu số 4 là câu gì, câu sai. Đây rồi, câu số 5, x trừ 1 tất cả bình phương, xem coi nó có bằng 1 trừ x tất cả bình phương hay không. Rồi bây giờ ta cái x trừ 1 tất cả bình phương này á, ta để nó đây. Giờ ta sẽ xét xem coi 1 trừ x tất cả bình phương coi nó bằng cái gì nha. Và giờ ta sẵn ta xét luôn cái câu số 6 luôn, xem coi 1 trừ x tất cả bình phương coi nó bằng cái gì. Đây, 1 trừ x tất cả bình phương ra là, đây có dạng là bình phương có một hiệu nè. Đó. A bình phương trừ 2 nhân A nhân B là trừ cho 2x cộng cho x bình bình phương. Ở đây ta viết đổi chỗ là thôi, x bình phương trừ 2x cộng 1 nó ra là x trừ 1 tất cả bình bình phương. Đó, như vậy là 1 trừ x tất cả bình phương ta khai triển hàm đẳng thức nó ra là x trừ 1 tất cả bình phương. Vậy nó giống cái vế ở bên phải hay không? Giống ý nè. Vậy kết quả câu này là câu gì? Câu đúng. Rồi, câu số 6, 1 trừ x tất cả lập phương, nó bằng là 1 lập phương là 1 trừ cho 3 nhân 1, 3 nhân 1 bình phương nhân x trừ cho 3x cộng cho 3 nhân 1 nhân x bình phương là cộng với bình phương trừ x lập phương. Đó. Bây giờ ta đưa nó về cái hàng đẳng thức x trừ 1 tất cả lập phương xem có được hay không. Bằng cách nào? Cũng đổi chỗ, đưa anh này về tới anh này, rồi dưới tới trừ 3x rồi cộng cho 1. Bây giờ muốn hàng này trở thành hàng đẳng thức thì ta đặt trước cái dấu, dấu trừ mở một đơn ra đổi dấu những hàng tử khi đưa vào mặt là x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 3x trừ 1. Thì cái anh này nè, nguyên cái đặc thức trong ngoặc này này chính là x trừ 1 tất cả mũ 3, mà đằng trước nó có dấu gì, dấu trừ. Như vậy chứng tỏ câu số 6 là x trừ 1 tất cả lập phương nó có bằng 1 trừ x tất cả lập phương không phải đâu. Đâu có bằng, bởi vì đây là kết quả là trừ của x trừ 1 tất cả lập phương, nó đấu nhau mà. Như vậy câu này là câu gì, câu sai. Rồi chúng ta ghi bài vô. Rồi tiếp tục. Từ cái bài tập trên ta rút ra được cái phần chú ý như thế này. Với hai biểu thức mà đối nhau, khi lũy thừa bậc chẵn thì giá trị của chúng nó sẽ bằng nhau. Nhưng khi lũy thừa bậc lẻ thì giá trị của chúng sẽ đối nhau. Nhớ nha. Với hai biểu thức đối nhau, khi lũy thừa bậc chẵn thì giá trị của chúng bằng nhau, nhưng khi lũy thừa bậc lẻ thì giá trị của chúng sẽ đối nhau. Hay giá trị của biểu thức này sẽ bằng trừ biểu thức kia. Đó. Chúng ta ghi phần chú ý vào.
Ví dụ 1 trừ x tất cả bình phương bằng x trừ 1 tất cả bình phương. Hồi nãy chúng ta đã làm rồi. Thì lý thừa, đây là lý thừa trắng nè, lý thừa bắt trắng, thấy chưa? Đó, thì giá trị của chúng sẽ bằng bằng nhau đây. Còn nếu như mà lý thừa bậc lẻ, đây là mũ 3 bậc lẻ nè, thì giá trị của chúng sẽ đối đối nhau. Vậy là 1 trừ x tất cả mũ 3 sẽ bằng là trừ của x trừ 1 tất cả mũ 3. Rồi vậy em có nhận xét gì về quan hệ của a trừ b tất cả bình phương và b trừ a tất cả bình phương, a trừ b tất cả lập phương và b trừ a tất cả lập phương? Giống như ví dụ trên đây, 1 trừ x tất cả bình phương bằng x trừ 1 tất cả bình phương nè, thì đây a trừ b tất cả bình phương và b trừ a tất cả bình phương nó đều là lý thừa bậc chẵn, thì dẫn đến nó sẽ như thế nào? Nó bằng bằng nhau. Thì còn a trừ b tất cả lập phương và b trừ a tất cả lập phương thì như thế nào? A trừ b tất cả lập phương thì nó bằng số đối của con kia, phải không? Bằng là nè, biểu thức này bằng trừ biểu thức kia này, thấy chưa? Rồi giá trị chúng nó sẽ đối đối nhau. Rồi ghi hai cái hằng thức 4 và 5 vô, lập phương có một tổng và lập phương có một hiệu. Rồi giờ chúng ta xét xem coi hai cái hằng thức này, ta thấy nè, các cái hằng tử nè giống y nhau, phải không? Đó, giống y nhau nè. Đây, a mũ 3 3 hình phương b, 3 b hình phương b là phương, đây dưới đây cũng y vậy đó. Nhưng mà nó khác này, khác gì? Anh b này nè, ảnh là lý thừa lẻ nè, thấy không? Bậc một nè, chỗ này anh này dấu trừ nè, còn đây a chẳng dấu cộng nè, đây b lẻ dấu trừ nè, thấy không? Nó b lẻ dấu trừ nè. Vậy thì giờ ta nhận xét nè, hệ số hạng tử hai hằng đẳng thức đều giống nhau, 1 3 và 3 1 nè, 1 3 nè, 3 1 nè, thấy chưa? Cái hạng tử này giống y nhau hết đó. Các hệ số của a cộng b tất cả bình phương lập phương đều mang dấu cộng, còn dấu hệ số của a trừ b tất cả lập phương nhận dấu trừ tại hạng tử có lĩ thừa b là bậc lẻ nè. Đây nè, có nói rồi nè, bậc lẻ nè, dấu trừ nè, bậc lẻ nè, dấu trừ nè, thấy chưa? Rồi lĩ thừa a giảm dần từ bậc 3 xuống bậc 0, lĩ thừa a đây giảm dần 3 2 1 nè, 3 2 1 0, a mũ 0 bằng 1 nè, ta không có ghi. Rồi lĩ thừa của b tăng dần từ 0 đến 3, lĩ thừa của b nó tăng dần từ bậc 0 đến bậc 3. Đây là b bậc 0 nè. Bậc 0 1 nè, đây là bậc 1 nè, bậc 2 nè, bậc 3 tăng dần nè. Đó, ta ghi ra vào. Vậy là cách học hai cái hằng đẳng thức này rất là dễ. Bởi vì hạng tử nó giống y nhau hết, nó chỉ có khác dấu thôi. Chỗ nào cái hằng đẳng thức dưới chỗ nào mà b mũ lẻ thì ta dưới dấu trừ, hiểu chưa? Rồi tiếp tục, bài 29 sách giáo khoa đức tính đáng quý. Hãy viết mọi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương có một tổng và một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng
với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người. Như vậy cái hàng đẳng thức đầu tiên trên đây, nãy giờ chúng ta gặp nó 2-3 lần, nó x mũ 3 trừ 3 x bình phương cộng với x trừ 1. Thì cái hàng đẳng thức này chính là là gì? Này chính là cái hàng đẳng thức nào? Vậy là thầy nói nhầm nhau không? Biểu thức này nè, nó thuộc cái hàng đẳng thức nào? A lập phương trừ 3a bình phương b cộng 3ab bình phương trừ b bình phương nè, nó biểu thức này nó thuộc cái hàng đẳng thức nào? Nè, hai dấu trừ nè, nhìn bảng nè, đây hai dấu trừ đây. Đó, vậy là phải là nó là lập phương có một hiệu hay không? Rồi, ra thử rồi. Đây. A là x, b là trừ, b là 1. X trừ 1 tất cả lập phương. Đó, vậy chúng ta xem coi cái bảng ở đây chỗ nào có x trừ 1 tất cả lập phương ta để vô. Đó chính là chữ n. Rồi bây giờ tới cái biểu thức này, x bình phương nè cộng 8x cộng 16 nè, hay là 16 cộng 8x của bình phương cũng vậy thôi. Đó. Ở đây số 16 ta xác định là bằng mấy mũ 2? Đây chính là 4 mũ. Mũ 2. Như vậy ở đây ta có là 4 mũ 2 cộng cho 2 nhân cho 4 nhân cho b là x cộng cho b mũ 2. Biểu thức này là chính là hàng đẳng thức nào? Hàng đẳng thức lập bình phương của một tổng. Mình nó nhầm nhau, đây là bình phương của một tổng. A chính là 4 còn b là x, còn không à, a là x b là 4 vẫn được. Để xem coi nó ra kết quả rồi. Bằng x cộng 4 tất cả bình phương. Rồi ở đây có x cộng 4 không? Có nè. X cộng 4 tất cả bình phương hay là 4 cộng x tất cả bình phương cũng là nó thôi. Đó chính là chữ U. Rồi tới hàng đẳng thức này. Hàng thức này nè, ta xét xem coi ý, ta, cái biểu thức này nè, thầy nói nhầm nha. Cái biểu thức này ta xét xem coi, coi giống cái biểu thức trên đây hay không. Giống y, chỉ có khác gì? Khác dấu thôi. À, 3 nè, đây ở đây là gì? Cộng. Ở đây là trừ. Rồi hạng tử 3x nè, cộng. Ở đây cũng là gì? Cộng. Còn đây trừ 1, biểu thức trên đây 1 nữa nè, nó dấu trừ, còn đây là cái gì? Dấu cộng. Thì vậy ta nghĩ ngay nó là hàng đẳng thức là lập phương của một gì? Một tổng. A chính là gì? A là x, còn b là 1. Rồi vậy đó ra là x cộng 1 tất cả lập phương. Cái biểu thức này nó thuộc cái dạng của hàng thức là x cộng 1 tất cả lập phương. Xem coi. Đây, x cộng 1 tất cả lập phương để vô. Và đây nó tượng trưng cho chữ gì đây? Chữ h. X cộng 1 với 1 cộng x nãy ta có làm cái bài tập trên rồi, nó bằng nhau đúng không? Đó, ta để vào chữ h. Rồi. Câu cuối, biểu thức này nó thuộc hàng đẳng thức nào? Có dạng hàng đẳng thức nào? A nè. 1 nè, b là chính là y nè. Ở giữa trừ 2 nhân 1 nhân y là trừ 2 nè. Đây chính là bình phương của 1. Một hiệu. A là 1, b là y. Còn không b còn tao thích chứ giờ tao viết là gì? Mà hồi nãy chúng ta nói là 1 trừ y tất cả bình phương với y trừ 1 tất cả bình phương bằng nhau không? Bằng nhau, tại vì nó là lý thừa bậc gì? Bậc chẵn. Như vậy là cái biểu thức này nó có dạng là 1 trừ y tất cả bình phương, không? Hay là y trừ 1 tất cả bình phương cũng được nữa, tại vì cái này nãy ta chứng minh nó bằng nhau rồi. Rồi giờ ta để vào tượng trưng ở đây, ô này là chữ ớ không? Vậy tức kết quả ta được cái gì? Cái đức tính đáng quý là gì? Nhân hậu. Ghi bài vào. Rồi tiếp tục sau khi ta học được hai cái hàng đẳng thức là lập phương một tổng và lập phương một hiệu thì ta kết hợp với lại cái bài trước chúng ta được là năm hàng đẳng thức đáng nhớ.
bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương, lập phương một tổng và lập phương một hiệu. Thì cái phần này chúng ta có thể về chúng ta trong bài học chúng ta ghi rồi. Tại đây thì tổng hợp cho chúng ta xem thôi. Thì chúng ta có thể tự ghi ha. Khỏi phải ghi, mất thời gian. Rồi, về nhà học thuộc năm hằng đẳng thức đã học, năm hằng đẳng thức thầy mới chiếu ra nãy đó. Làm bài tập 27 28 trang 14 16 B C 18 trang 5 sách bài tập. Thì chúng ta xem tiếp bài số 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ trang 14. Các giáo khoa nha không? Ghi những cái này vô cho thầy. Chúng ta ghi cái phần hướng dẫn học ở nhà cho kỹ nha. Phải học cho thuộc năm hằng đẳng thức đã học. Học thuộc thì mới làm bài tập được. Còn học không thuộc thì là không có được nha. Bài học đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em.